Xin được hoan chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Giai điệu cảm xúc. Sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sài Gòn Live thực hiện. Chúng tôi sẽ có một phần xuất hiện vô cùng ấn tượng ngày hôm nay. Là sao? Thường thì em thấy là chương trình của chúng ta có gì ạ? Có trai có gái, có xanh có đỏ, có trắng có vàng, có bốn người chơi, có hai MC thật là xinh đẹp, có ba dòng thi thật là thử thách. À đúng rồi. Nhưng ngày hôm nay có gì khác đâu? Có khác lắm em. Cái gì khác? Quay xe 45 độ. À, 45 độ. What the? Ủa là hôm nay hai bạn nữ cắt tóc tém hả? Ủa đâu có. Không phải. Chúng tôi mong muốn là mang lại nhiều sự đổi mới cho tất cả quý vị khán giả thì cũng xin được bật mí nhẹ nhẹ như vậy thôi. Và đến với giai điệu cảm xúc, chúng ta có 3 vòng chơi. Vòng đầu tiên mang tên vòng giấu mặt. Vòng thứ 2 được mang tên vượt qua thử thách. Và vòng thứ 3 được mang tên nào cùng hát. Sân khấu ngày hôm nay dành cho những nhân vật như thế nào? Chỉ có anh em mình mới thấy mặt và khán giả thấy mặt thôi. Đúng, bà Minh Xù cũng như là Buka sẽ là người gián tiếp để có thể là gợi mở ra cho những người chơi ngày hôm nay, chia sẻ những cái câu chuyện riêng cá nhân của mình, biết đâu sẽ gây ấn tượng và chúng ta sẽ có nhiều cái cuộc kết nối và làm quen với nhau, trở thành những người bạn, sau đó trở thành tri kỷ và đặc biệt hơn hết là có những cái sự kết hợp rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến với người chơi đầu tiên ngày hôm nay để xem họ là ai và đến từ đâu nhé, xin mời. Yêu ai phải yêu xứng đôi vừa lứa, hình như không ai dạy em nên em còn non, em chưa học quá cách chọn đúng người. Chàng trai đi cùng đàn ăn cây kem thật lòng không xứng với em. Em nhìn anh rồi sẽ mai đi với ai xứng đôi vừa lứa. Người xinh như em mà ngây ngô ghê rồi sao người ta lại nói phí đời, phí quá trời luôn á. Hình như em cần vitamin A để cho mình sáng mắt ra, đừng theo người đó em ơi em à. Đừng gây chung oán đau lòng mẹ cha. Chẳng hiểu em cứ níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm hay muộn rồi thì anh ấy cũng đi. Người xa không có quay đưa, thế nào anh cũng sẽ lừa được em. Chàng trai đang xanh bước lên em, đàn nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. Trong thật yêu còn nhìn em trong thật eo ôi. Tình yêu là một giấc mộng đẹp nhưng ngay cuối cùng lại có bước về cây gối nè. Tại sao em kiếm bà mỏi là tối thơ nghen. Anh không phải là người hay ghen, anh chỉ nói cho em biết là chứ em còn phèn. Em không giỏi anh trong bình bình, anh chỉ giỏi là những thứ là của mình. Em xin sẵn ngang trong đứng đắn nên thử xếp khi thái độ anh còn ngây ngắn nha. Bây giờ mình làm quen với tất cả quý vị khán giả nha. Xin mời em. Em tên là Đặng Huy Phong và nghệ danh của em là Danny Đặng ạ. Em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và em là ca sĩ tự do. Minh Xù với lại Danny là rất là quý nhau, rất là biết nhau. Ủa sao hầu như ai đến đây cũng quen anh thế vậy? Tại vì nói quan hệ rộng ạ.
Cái gì? Mối quan hệ rộng. Dạ, anh có mối quan hệ rộng với bé này, nghệ sĩ ạ. Hôm nay thì mình tạm gọi bạn này là Danny đi. Tại vì đó là nghệ danh đi hát của bạn. Ngày hôm nay cho anh hỏi lý do vì sao đến với Giai Điệu Cảm Xúc nè. Dạ, em đến đây thật ra là em muốn giao lưu âm nhạc là cái đầu tiên. Và cái tiếp theo là em muốn tìm được những bạn có cùng chung sở thích âm nhạc và ca hát để em có thể học hỏi từ các bạn đó. Và thật ra thì trong khoảng thời gian em đi hát thì em có bị một chứng gọi là chứng sợ đám đông. Em sợ phát biểu và sợ hát trước đám đông ạ. Lúc đó là năm mấy tuổi? Dạ, lúc đó là em học lớp 7, lớp 8. Em cũng có được cô mời lên trước lớp để hát cho mọi người nghe. Nhưng mà em bị sợ, sau đó em bị run. Và âm nhạc đó nó giúp em chữa lành được cái tổn thương tinh thần đó. Dạ, hay á. Tại vì đúng là âm nhạc là một cái liều thuốc để chữa lành trái tim của mình. Chắc là cái hành trình của em trải qua rất là nhiều những cái cột mốc của chính mình. Sau một khoảng thời gian em hoạt động nghệ thuật nhưng mà nó không có được như ý em mong muốn lắm. Thì em chuyển ngành sang học một ngành khác tại Úc. Vâng, và sau đó khi em học xong thì cái cơ duyên âm nhạc đã đến với em. Em nghĩ là thôi nên về Việt Nam để tiếp tục hát. Cái này là mình vừa theo đuổi đam mê mà đam mê lại theo đuổi theo mình nữa. Dạ, níu lại đúng không? Níu lại kết duyên lại với âm nhạc. Dạ, thì sau khi em du học Úc về Việt Nam thì em lại tiếp tục hát và ra một bài hát single tên là Ta. Thế nhưng bây giờ phải hỏi nhiều hơn về gia đình của em tí xíu. Do ba mẹ có ủng hộ không? Em không được gia đình ủng hộ ngay từ đầu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì ba mẹ cho em 5 năm để khẳng định bản thân mình. Nếu như em thành công trên con đường em đã chọn thì ba mẹ sẽ cho em đi theo cái nghề ca hát. Còn nếu không thì em phải theo hướng của gia đình là kinh doanh. Hôm nay em muốn nói gì với ba mẹ không? Dạ, thật ra thì hôm nay ba của em vẫn còn bệnh và nằm ở bệnh viện. Cái mà em làm cho ba buồn nhất là bởi vì ba mẹ bỏ rất nhiều công sức cũng như là tiền bạc và thời gian để cho em có một tương lai theo hướng gia đình. Nhưng mà em không chọn, em lại cố từ lần này đến lần khác. Em vẫn chọn theo nghiệp ca hát. Thì điều đó làm cho ba buồn. Và hiện tại thì qua chương trình em xin gửi lời xin lỗi đến gia đình. Và nếu như ba mẹ có xem được đoạn này thì ba mẹ nên biết là con đang cố gắng hết sức từng ngày một để cố gắng hơn trên con đường con đã chọn. Và đồng thời cũng để khẳng định với gia đình rằng con có thể vững vàng hơn nếu như con đi tiếp con đường này, con chỉ cần thời gian thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với người chơi tiếp theo, xin mời. Lên đồ, chọn cái bộ trang phục ngày hôm nay cũng ngầu luôn ha. Xin mời em tự giới thiệu về bản thân nè. Em tên là Lê Trọng Đức, năm nay em 25 tuổi và hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc của em đang làm ca sĩ tự do ạ. Cái hành trình âm nhạc của em như thế nào? Em đam mê âm nhạc từ nhỏ. Tại vì ngày xưa thì bố mẹ em cũng là một trong những người rất yêu thích về âm nhạc. Ngày nào cũng nghe bố mẹ hát. Từ đó nó kiểu nó ngấm ngầm vào người em. Thì đến năm 18 tuổi em mê lắm rồi. Thời điểm đó là em không muốn đi học bất kỳ một cái ngành nào nữa hết. Cho nên là em quyết định em đi ra ngoài. Em tự đi làm và em sẽ tự đi học cái ngành này. Và em sẽ cố gắng em theo đuổi nó. Và đến năm 2020
thì em phải dừng lại vì em phải thực hiện cho công việc của đất nước, đó chính là em sẽ đi bộ đội. Thì em đi trong vòng 2 năm. Thì trong 2 năm đó em cũng mê lắm, cũng tham gia những cái chương trình hoạt động văn nghệ của quân đội. Và trong đó thì cũng có may mắn. Thì thường mọi người đi quân đội thì ít khi nào sẽ có bạn gái lắm. Nhưng mà đã từng quá khứ. Vô quân đội hát họ trong đó rần rần rồi có hát cái bài nào để tỏ tình cô gái không? Dạ có ạ. Em có thể sáng tác. Đúng vào anh là nóng đây. Chạm vào đi em sẽ thấy thoát đâu khỏi thế giới trong anh. Baby tìm đưa em sâu hay lập bay vì anh đã làm say em mất rồi. Hay quá trời. Cái đó là cái đoạn mà em vui sáng tác là yêu đương đúng không? Rồi khúc mình buồn, khúc buồn sao vô khúc buồn coi. Mình sáng tác cái bài khúc buồn anh. Khúc buồn thì em sẽ gửi đến mọi người một bài hát có tên là Người Sai Vẫn Là Anh nè. Người sai vẫn là anh nha. Hay nha. Người bên này yên vui phải không? Có hay nơi này riêng anh khoảng trống? Một người cho em bao niềm vui, một người em trao bao niềm đau chính anh. Vì sao đôi ta chẳng còn nhau? Riêng nơi này mình anh lặng đâu? Sao ngày dài trôi qua thật mau, đêm lại về cơn đau thật lâu. Chỉ vì anh yêu em, chỉ riêng mỗi em. Tới bây giờ thì cái kho tàng sáng tác ra được nhiêu bài rồi? Đến nay thì được toàn 4-5 bài thôi ạ. Nhưng mà để mà ra mắt đến mọi người thì em chỉ ra được một bài thôi. Đó là bài Đụng Vào Là Nóng. Và Buka cũng xin chúc bạn sẽ thành công với những bài hát mà do chính bạn sáng tác bằng những cái cảm xúc và bằng những trải nghiệm thật sự của bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với người chơi tiếp theo của ngày hôm nay. Xin mời! Chàng trai viết lên thơ lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng rượu em ngày thơ. Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ, câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối, chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời đã biết buồn đâu. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu thấu. Tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ sao tương tư đến dài như thế. Đời buồn ngã mang ruột kiếm đôi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sâu tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy. Có chàng trai viết lên cây. Hay viết lên cây những cái thông điệp gì ạ?
Dạ em chưa từng viết lên cây luôn. À, chưa từng viết lên cây dạ. luôn. Sao lựa cái bài có chàng trai viết lên cây hát vậy? Cái sở trường của em hả? Dạ thì em được mọi người kêu là cái chất giọng ấm áp á, nên em nghĩ cái bài đó hợp với em. Em có thể làm cho mọi người sưởi ấm vào những ngày mùa đông giá lạnh như bây giờ. Trời ơi, ngập trời á, cả bầu trời thính á, mời em dính. Thôi em sợ lắm nha. Ủa tự nhiên cái sợ tôi. Chị Buka đẹp quá à. Tự nhiên đẹp cái sợ, là sợ gái đẹp hả? Sao sợ dữ vậy em? Thôi bình tĩnh, đừng có sợ gì hết nha. Hôm nay Buka với anh Minh Xù sẽ là người bạn đồng hành với tụi em luôn. Em cứ thoải mái, mình làm quen với tất cả quý vị khán giả nào. Xin chào quý vị khán giả đang xem đài. Xin chào anh Minh Xù đẹp trai. Trời. Xin chào chị Buka rất là đẹp gái. 10 điểm. Cảm ơn anh. Em tên là Phan Trung Nghĩa, em đến từ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện tại em là một giáo viên đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Giáo viên, nhưng mà giáo viên dạy cái gì em? Dạ em dạy môn âm nhạc ở một trường tiểu học ở quận 5. Em có nhận thêm học viên không? Dạ có. Đằng sau quay. Thầy ơi. Chào con nè. Dạ chào thầy, năm nay con 6 tuổi. Thầy ơi, thầy dạy cho con một bài nhạc được không thầy? Thì bài đầu tiên trong lớp 1 là bài Tiếng Trống Trường Em. Dạ. Bây giờ con hát theo cho thầy nha. Dạ. Có cái trong trường, cái trong trường em. Mới lớp 1 mà học gì mà ngưng dữ vậy? Đúng rồi, do thầy hát thôi chứ mấy bạn nhỏ hát bình thường thôi. Có cái trong trường hài ba. Có cái trong trường em. Loại tốt nha. Trời ơi, em gan dễ sợ luôn. Không, lớp 1 là vậy là được rồi. Mà hát tròn vành rõ chữ vậy là được rồi. Tuyệt vời, to rõ hào sảng. 10 điểm, 10 điểm. Rồi, bây giờ quay trở lại với em nè. Em vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp được bao lâu rồi? Dạ, em vào cũng được 8 năm rồi. Là vì vào đây đi học hay là vào đây lập nghiệp luôn? Dạ, em thì em học hết trung cấp ở bên quân đội. Rồi xong rồi em thi tiếp đại học và nhập viện. Hiện tại em đang năm cuối. Năm cuối rồi. Em vừa học, em vừa làm. Rồi tối em rảnh rảnh thì em đi hát với một band nhạc của em nữa. Có band luôn. Dạ. À, mấy thành viên? Và tổng cộng 6 bạn. Thiếu bè đúng không? Tuyển bè đi. Tuyển chị vô. Câu chuyện trong tình yêu của em thì như thế nào? Thì do hồi đó là em yêu, nhưng mà sau này người yêu của em là người yêu của bản thân em. Tình yêu không có lỗi, lỗi vô bản thân. Trời ơi. Sau một cái mối tình mà bạn đó cho em rất là nhiều cái bài học, thì bây giờ em trưởng thành hơn, em lớn hơn, hoàn thiện bản thân mình trước khi mà mình có một cái mối tình chính thức. Nói chung là mình đã có nhiều bài học, có nhiều kinh nghiệm hơn. Thì khi mà mình vượt qua được rồi, mình nhìn lại thì mình phải cảm ơn quá khứ đã cho mình rất nhiều bài học như vậy, đúng không? Chị Buka sâu sắc quá. Trời, tại chắc vì chị yêu cũng nhiều lắm đúng không? Chị cũng đã từng đau khổ vật vã trước đây. Nhưng mà bây giờ khi mà mình kể lại về những cái mối tình đau khổ của mình thì mình chỉ kể trong cái niềm vui thôi. Đúng không rồi. Không còn buồn nữa. Đúng. Dạ. Cho nên đó là cuộc sống mà ngày từng ngày mình sẽ đúc kết rất là nhiều bài học từ cuộc sống, từ tình yêu, tình bạn, nói chung rất nhiều thứ. Với cái câu chuyện mà bạn Nghĩa vừa chia sẻ với tất cả chúng ta nãy giờ, và anh mong là em sẽ tốt nghiệp xong thì mình sẽ có nhiều cái cơ hội được đi hát, và biết đâu sẽ tỏa sáng một ca sĩ Trung Nghĩa sắp tới nhá. Ok, cảm ơn em. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai cuối cùng của ngày hôm nay. Xin mời. Xót xa anh ơi có hay, giữa mong tôi chắp trùng tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng, dẫn lối bước em về dìu em qua đám cây, xuống mây đen tan nhanh mặt trời vương tia nắng tươi lung linh ấm nào, khi cơn mưa vượt qua tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba ba. Mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời, xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Một ngày chào hơi ấm, rộn ràng đôi tim mừng vui.
tình dơ ngập lối nắng len qua hàng cây gió mơn man đùa là lời đàn bướm bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về cùng trời bình yên cầm tay chào hơi ấm rộn rã đôi tim mừng vui ngập ngỡ xa lạ. Dạ, một tráo tay cho một người anh rất là dễ thương của tôi, Duy Kim Ngô. Duy Kim xin chào tất cả những quý vị đang xem chương trình tại nhà, chương trình Giai Điệu Cảm Xúc. Xin chào Minh Ca, chào Bu Sù. Trời ơi, cái gì vậy? Hả? Chứ gì mà ghẹo tụi em rồi. Cái anh Ngô Duy Khiếp này. Trời đất ơi, cô gái này đáo để thiệt. Dễ. Hôm nay đi đâu đây? Hôm nay đi chơi Giai Điệu Cảm Xúc. Ai suối nó chơi vậy? Ngô Ca suối. Ủa gì vậy? Chính em là người xuống luôn. Đó chứ anh thấy một cái poster trên mạng xã hội. Dạ. Yeah. Cái anh mới hỏi này đi để làm gì? Thì cái bạn đó nói là mình hát xong cái mình kiếm bạn. À. Mà đang ế. Ủa? Khoan nha, tìm bạn nó có rất là nhiều nghĩa nha. Chưa nói hết mà anh đang ế bạn hát chung. Chứ ở đây không có tìm bạn đời. Nó hay dạy quá, hai bạn hay dạy quá. Quý vị ơi, trên mạng xã hội hiện nay thì đây là người làm sáng tạo nội dung rất là thành công với những cái pha lồng tiếng để đi vào lòng người. Đi vào lòng đất luôn. Anh lồng tiếng giùm em một đoạn nào đó vui vui thôi coi. Sẵn đây mình sẽ lồng tiếng để tặng cho tất cả những người có mặt tại trường quay cũng như dạ. Tặng tất cả những khán giả đang theo dõi trên sóng HTV hiện giờ. Chắc là một đoạn anh giả hai giọng đi, một giọng con nít và giọng ông già. Đồng ý ha. Dạ. Ông ơi nhanh lên. Từ từ, cái gì vậy nè? Từ từ, cháu định đi đâu? Hôm nay hai ông cháu mình sẽ đi chơi chương trình Giai Điệu Cảm Xúc. Ờ, Giai Điệu Cảm Xúc là cái gì? Chương trình Giai Điệu Cảm Xúc là vợ chồng đó ông sẽ hát, rồi ông sẽ có bạn. Ờ, già như vậy rồi có bạn gì nữa? Ha, không phải đâu, từ khi không còn bà nội nữa là ông hay buồn lắm. Đi nhanh lên, đi chương trình Giai Điệu Cảm Xúc, vui lắm. Dễ luôn, quá trời luôn. Cái cơ duy nào đã dẫn anh tới cái việc là lồng tiếng? Hồi xưa anh làm lồng tiếng từ năm anh 19 tuổi. Wow. Đến năm nay là 15 năm rồi. Năm anh 19 tuổi thì bạn anh đi du học. Thì lúc đó mình không biết tặng gì. Nhà bạn đó thì giàu. Thì khi mới nghĩ là mình tặng một cái đó nó mang tinh thần đi. Thì lúc đó cái mình sẽ thử lồng tiếng một cái đoạn để chia tay bạn mình. Đó, rồi xong rồi gửi cho bạn. Thì đồng, mà mình hồi xưa mình gửi là mình đăng lên mạng xã hội rồi mình tát vào. Thì không ngờ người bạn nhận hài lòng thì ít mà cộng đồng mạng hài lòng thì nhiều. Mọi người share rất là nhiều. Cái mình mới nghĩ mình giống như là kẻ thức thời á. Dạ. Cái dạng này được mọi người thích hả ta? Nghĩa là mình có thể truyền tải một thông điệp nào đó. Vậy thì tại sao mình không lồng ghép nội dung châm biếm những điều đang có trong xã hội mà mọi người chướng tay gai mắt, mọi người nói không được á. Dạ. Đó, cái mình đưa vào đó, mình làm nó thành cái thể loại như vậy. Dạ. Để mình mang đến tiếng cười nè, mà vừa có một chút xíu mang đến thông điệp nè. Mà nếu có giáo dục càng tốt. Và nó tái sinh Duy Khiêm một lần nữa trong đời. Tại sao nói cái ngày này mang đến sự tái sinh cho anh? Bởi vì nó thay đổi cả một cuộc đời anh luôn. Từ một người không có điều kiện để đi học, không biết mình sẽ đi về đâu trên đoạn đường cuộc đời mình. Yeah. Bỗng dưng lại trở thành một cái nghề của mình, bỗng dưng kiếm được tiền. Và đến giai đoạn này thì giúp cho anh có thể thư thả, không cần phải làm gì nữa. Anh có thể quay trở lại, anh đi học, anh đang đi học năm 1. Wow. Học chung với mấy bé 2K4. Wow, wow. Dễ thương.
Đây cũng là một cái thông điệp hay luôn. Trời. Có nghĩa là cái việc học vấn của mình á, mình cũng đừng có nghĩ là càng lớn tuổi mình không có cơ hội được học. Không à, chúng ta vẫn có nhu cầu được học hỏi, chắc chắn sẽ có cái môi trường để chúng ta có thể trau dồi. Nhưng mà cái động lực nào đưa anh quay lại con đường ghế nhà trường á? Ừ. Tự nhiên cái ngồi trên ghế anh cho em cái cảm xúc lúc đó thì anh thấy sao? Nó vậy nè, thực ra nó là một cái mụn nhọt nhức nhói trong lòng anh từ năm 19 tuổi rồi. Dạ. Là anh thấy người ta đi học anh thích lắm. Cái năm 19 tuổi cái anh nộp ba bộ hồ sơ vào ba trường là Đại học Kiến trúc, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ngành Thanh nhạc và ngành Tiếng Pháp Sở Nhân văn. Xong thì về nhà cái khoe là con nộp ba bộ rồi, thì nhà nói là làm gì có tiền cho mày đi học. Đến giờ anh kể anh còn thấy đau nha. Cái ngày mai anh vô trong phòng đào tạo anh nói cô ơi, nhà con không có tiền, cho con xin lại ba bộ đó đi. Hồi như hồi xưa nộp là 70 bộ hay sao á. Tự nhiên kể mà giờ nước mắt nó muốn rơi á. Có nghĩa là câu chuyện này anh chưa bao giờ kể cho ai nghe đâu thật sự. Xong một cái nó vẫn canh cánh trong lòng anh vẫn muốn đi học. Thì có gần đây nhất nè, anh đi du lịch. Anh ngồi trong cái mon á, mình hay ăn bên mon bên Thái á. Cái không có chỗ, cái có một ông chú già, ông nhìn cái mấy, hey, sit here, lại đây, ngồi với chú nè. Cái mình mới hỏi là, ồ dạ cảm ơn chú, ủa chú học bài, chú đang đọc sách hả? Tóc bạc phơ rồi nha, tóc bạc trắng luôn. Thì ngồi rất là nhiều tập viết, cái ông mới nói là, không, chú đang học. Cái mới hỏi là, ủa, sao chú học, giờ này còn học? Chú nói là, mà mình hỏi à, chú học thạc sĩ hay tiến sĩ gì hả? Chú nói không, hồi trẻ chú không có điều kiện học, chú lo cho con chú, cho cháu chú. Đến bây giờ thì con nó lo được cho cháu rồi, thoải mái rồi. Chú quay trở lại chú học đại học. Hay quá. Nó là cái câu chuyện mà nó giống như là nó gieo một cái hạt giống nở hoa trong lòng anh á. Yeah. Cái đến giai đoạn này cái anh nghĩ là chặng đường mình đi cái gì còn thiếu? À, chuyện học, anh quay trở lại anh học ngành thiết kế nội thất. Rất là truyền động lực cảm hứng rất là nhiều nha. Thì sẵn kể chuyện thì anh nghĩ chắc anh cũng mong muốn trao gửi đến tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ đang theo dõi chương trình nè, là thật ra nếu bạn có điều kiện học thì các bạn hãy tận hưởng đi. Nó không chỉ là việc học mà là một cái quãng thanh xuân rất là đẹp, bởi vì các bạn được ở bên bạn bè nè, được đi học, được thầy cô, không cần lo gì nhiều. Khi mà bước vào đời bươn chải mới cảm thấy cái thời gian học nó quý giá vô cùng. Quá hay, ngày hôm nay tụi em rất là vui và hạnh phúc khi chào đón anh Duy Kim Ngố đến với chương trình. Cảm ơn Minh Sùng, cảm ơn Vua Ca. Duy Kim Ngố ngày hôm nay. Và bây giờ hãy vỗ tay để cùng nhau gặp gỡ 4 nhân vật ngày hôm nay. Xin mời. Vỗ tay cho Danny. Một tràng vỗ tay cho Duy Kim Ngố. Wow, chàng trai rất điển trai ngày hôm nay, Trung Nghĩa. Và cuối cùng là Trọng Đức. Wow, đứng bên đây ngó qua mới thấy là mỗi người một màu, mỗi người một cá tính luôn nha. Mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Chính xác là như vậy. Thôi bây giờ là chúng ta tràn qua liền. Dạ. Thế thì bây giờ mình đã đồng điệu, mình đồng cảm thông qua cái cảm nhận riêng của mình thôi. Thì em dự đoán Danny sẽ là một chàng trai như thế nào? Em nghĩ anh chàng này cũng khá là trẻ trung. Tại vì hồi nãy em có thấy, em có nghe được là anh chàng đó hát bài Sáng Mắt Chưa. Đó. Thì em nghĩ cái gu âm nhạc của anh đó cũng sẽ gần giống như của em. Ừ, là cá tính. Dạ vâng, hồi nãy em cũng rất là lắc lư. Nhưng mà em có thể vào chi tiết hơn không? Em nghĩ Danny sẽ là một chàng trai cao to. Thế thì bây giờ em có tưởng tượng về cái nhân vật Duy Kim Ngố là ai không? Và cái ngoại hình ra sao, cái tính cách như thế nào không? Thì em nghĩ anh Kim sẽ là một người luôn mang cái năng lượng tích cực đến cho cuộc sống này. Thì chắc anh sẽ có một cái ngoại hình sẽ rất là dễ thương và rất là được mắt người nhìn. Dễ thương, được, chốt được, dạ. ngồi đây. Vui anh được đó. Mắt người nhìn đó. Giờ Nghĩa, trong 3 nhân vật nam còn lại thì em nghe giọng hát, em nghe câu chuyện thì em cảm thấy là nếu như mà được kết hợp với nhau mà hát chung được chơi á, tham gia một cái trò chơi với nhau á, thì em lựa ai để chơi? Em chưa biết lựa ai hết trơn, ai em cũng ấn tượng hết. Nhưng mà em có một cái kỷ niệm với anh Duy Kim Ngố là hồi đó em có qua bên Cà Phê Mâm. Dạ thì em có được nghe anh Duy Kim Ngố hát một cái bài rất là hay, gọi là Trái Tim Bên Lề. Thì sau cái bữa đó thì em có về em casting vô quán của ảnh. Thì lúc đó em chỉ mới học năm 1 thôi. Thì em bị rớt. Ủa em có hả em? Alo. Dạ có. Trời ơi, đánh rớt người ta rồi một lát người ta không có chọn mình đâu. Cái này là nghiệp quật nè bà con ơi. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ anh hãy cho tụi em biết
bên cạnh cái việc chia sẻ câu chuyện của mình thì ba cái câu chuyện còn lại cũng như là ba giọng hát còn lại được nghe rồi đó. Thì anh thấy là ấn tượng với bài hát nào, với giọng hát nào? Câu chuyện thì bạn nào cũng có câu chuyện rất là hay. Nhưng mà khi anh là người sống theo cảm xúc rất là mạnh, và đây là chương trình giai điệu cảm xúc mà, cho nên anh sẽ đo theo thang đo cảm xúc. Thì ba bạn anh đều hát theo lời của ba bạn. Thì có bạn chàng trai viết lên cây, thì anh khi anh hát theo bạn đến cái câu thì ra xa nhau là mất thôi, cái anh bị nghẹn anh hát không được nữa. Là cái cảm xúc mình nó dâng trào. Đúng rồi, anh rất đồng cảm khúc đó. Anh dâng trào với anh Phan Mạnh Quỳnh hay là với bạn? Anh Phan Mạnh Quỳnh, anh viết cái lời với bạn lúc bạn đang hát cái bài đó. Với lại anh nghĩ nè, một phần nữa là bởi vì cái tăng cái mood của bạn á, bạn êm đềm, bạn sẽ và đầm lắm nha. Đúng rồi, sẽ kiểu là nếu mà có thể hát cùng anh hoặc là làm bạn với anh hay là cái gì đó nói chuyện với anh thì sẽ là cân đối được á, tại vì anh bị sôi nổi quá. Thôi tôi nghi lắm. Thôi cái này là chuột lỗi ngày xưa đánh rớt ta. Đúng rồi. Bây giờ mày đặt nói định hết định rồi, vô rồi mày đặt cảm xúc rồi. Thôi gì mất cơ hội. Sao Danny, nếu như mà được đồng hành mà chơi với nhau, kết bạn với nhau rồi sẽ vượt qua thử thách của chương trình nữa, vòng sau thì em sẽ hãy ấn tượng và lựa chọn ai? Dạ, theo em thì người mà em ấn tượng nhất là bài La La La, là bạn Trọng Đức ạ. Tụi em thấy có sự năng lượng cũng khá là tương đồng. Nếu như có thể chơi game hoặc hát chung với nhau thì có lẽ là tụi em sẽ làm cặp khá đáng gờm đó nha. À, khá đáng gờm ha. Bởi vậy bây giờ mình sẽ đến với phần quyết định. Mời Trọng Đức một lần nữa. Mời bạn đưa ra quyết định của mình. Dạ, quyết định của em là em sẽ chọn anh Danny ạ. Danny, xin mời. Xin mời Nghĩa. Nghĩa xin chọn anh Duy Kim. Duy Kim. Tại vì cái Duy Kim chọn Danny nên tính bắt đầu không? Cái Danny chọn là Trọng Đức. Cái con cặp à? Ủa? Sao kỳ vậy? Không, vậy mình không hỏi anh Duy Kim. Mình hỏi Danny luôn. Danny chọn ai em? Em xin chọn bạn Trọng Đức đi đi ạ. Trọng Đức, anh Duy Kim. Rồi sao, chọn em đúng không? Thôi, trình độ hát của em thì anh biết rồi, anh giỡn thôi. Hôm nay có muốn tạo sự kịch tính không ạ? Em tạo đi, anh hùa theo. Em nghĩ anh nên chọn Danny. Thực ra thì Danny thì cũng là style anh thích đó. Anh cũng thích luôn cả bạn đi đi bên kia. Tuyệt vời. Ủa, em đúng. Thấy anh bắt đầu ba phải rồi đó. Em đã thấy anh không có lẽ phải rồi. Cái thâm tâm anh, nội dung bên trong anh á, thì anh lại thích những cái gì nó êm đềm như vậy khi về nhà nè. Đi về nhà. Ý là nghĩa là khi anh về nhà anh nghe nhạc buồn không ạ? À? Em tưởng anh bắt Nghĩa về nhà chứ nuôi hay chi? Không. Bây giờ sao? Anh không chọn là tới tôi chọn anh đó. Anh chọn bằng Nghĩa bên này. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có hai cặp rồi, chúng ta sẽ gặp gỡ. Đúng rồi. Dạ. Xin mời Danny và Trọng Đức, chúng ta cùng bước lên phía trước một bước và nhìn thẳng về phía trước. Và bây giờ thời gian gặp gỡ và làm quen của hai bạn bắt đầu. Xin mời. Giây phút gặp mặt. Xin mời. Chưa? Dạ chưa. Bây giờ xin mời anh Duy Kim và Nghĩa, chúng ta cùng tiến về phía trước một bước và nhìn về phía trước. Trời ơi, thôi gặp gỡ rồi đây luôn. Thôi lỡ gặp nhau rồi, lại đây. Vậy là ngày hôm nay chúng ta có hai đội nam, mà chắc chắn rồi, vì là nam cho nên chúng tôi sẽ đưa ra những cái thử thách ở vòng sau phải nặng đô hơn bình thường tí xíu, đúng không ạ? Dạ đúng. Chúng ta hãy cùng đến với vòng 2 mang tên gọi Vượt qua thử thách. Thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình giai điệu cảm xúc và đây là vòng thi đấu thứ hai mang tên gọi là vượt qua thử thách dành cho hai đội chơi. Chúng ta sẽ có gì Buka? Ở vòng 2 này thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là phần hiểu ý, phần thứ hai là phần vận động phối hợp. Ở phần hiểu ý thì để giúp cho hai người chơi, những đồng đội của chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Tại vì chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt và mình sẽ cùng nhau giành chiến thắng để bước vào vòng 3 của chương trình. Dạ. Và thử thách của chúng tôi ở phần thứ nhất trong vòng 2 mang tên gọi là chữ O huyền bí. Ví dụ Minh Thù là người nghe nhạc và để đoán tên bài hát, Buka là người gợi ý nha. Ví dụ anh đeo tai nghe. Em chứ, em là người đeo tai nghe chứ. Em với em là người O mà, anh là người đeo. Đâu, em đeo em nghe mới o được chứ. Thì ra là vậy. Rồi, và sau đó em bắt đầu em o. Mọi người đoán thử coi bài gì nha. Không, anh đoán nha. À, anh đoán rồi hả? Dạ.
Đó. Cái gì? Thêm nữa đi, thêm nữa để em biết là thử. Anh xin thua nha. Anh xin thua, thua luôn, thua trắng luôn. Ba gì? Tụi em đúng là những người siêu phàm rồi. Trong vòng 3 phút, nếu như mình trả lời được đúng nhiều tên bài hát hơn thì mình sẽ là đội chơi chiến thắng và có 1 điểm nha. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ quẩn tù xì để coi đội nào chơi trước ha. Dạ, anh Kim hay là Nghĩa? À, anh Kim mà anh Kim. Bên đây, Danny. 1, 2, 3, vô. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi của đội của anh Duy Khiêm và bạn Trung Nghĩa. 3 phút bắt đầu. Ai buồn vì ai á? Ai buồn vì ai? Ai yêu lắm, bốn chữ lắm. Đúng rồi. Giai điệu nhanh, không có thuộc cái tựa. Vậy mà hồi nãy nói anh biết bài hát nhiều không? Ừ, anh biết dữ lắm. Nhiều dữ lắm, được 3 bài đúng nha. Rồi, xin mời các bạn vào vị trí. Các bạn hiểu rồi ha. Ai là người đoán tên bài hát thì qua đó. Rồi, rồi sẵn sàng chưa? Và thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Sống tình. Đúng rồi. Ôi. Đi. Giả vờ yêu. Không đúng. Dạ, cho qua luôn này. Qua luôn đi. Bài này dễ. Và con tim đã vui trở lại. Chính xác. Bài cuối nè. Vì sao? 10 9 8 7 6
với kết quả của Trọng Đức và Danny đã mang về cho mình được 3 đồ ăn chính xác luôn. Chúc mừng. Hôm nay Hòa, chúc mừng. Yeah. Một đều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2 của vòng 2 được mang tên Vận động phối hợp. Quý vị thân mến, chúng ta quay trở lại với giai điệu cảm xúc và đây là vòng thi đấu dành cho hai đội chơi mà Minh Xù nghĩ rằng là chúng ta cần phải kết hợp rất là nhiều sự. Thứ nhất, khéo léo. Thứ hai là tinh thần đồng đội. Thứ ba là chiến lược. Hả? Dạ. Thứ tư, đó chính là cái sự đoàn kết. Dạ, đúng rồi. Và thử thách này được mang tên là Sông đấu. Yeah. Luật chơi rất đơn giản như sau. Chúng tôi sẽ có một cái rổ banh. Mình sẽ phải lựa banh cái màu đúng vào đội mình nha. Bây giờ mình quy định luôn đi. Đội của anh Duy Khiêm sẽ là màu cam. Dạ, còn anh màu áo cam. Đội nhà mình sẽ là màu trắng nha. Nhiệm vụ của hai thành viên trong mỗi đội, sau khi Minh Xù và Buka nói 3 phút bắt đầu, chúng ta sẽ một thành viên cầm một quả banh qua bên đây ở vị trí của mình. Và các bạn, mỗi người đặt vào một chiếc ly khác nhau nha. Lưu ý, hiện nay cái tỷ lệ nước của chúng tôi đang rất là đều nhau. Các bạn phải sử dụng lực hơi thở của mình để thổi qua banh bóng bàn qua từng chiếc ly này, từng chiếc ly này. Nếu rớt ở đâu, chúng ta có thể bắt đầu lại ở đó. Và cứ như thế tuần tự để cái bóng bàn rơi vào trong chiếc tô quy định của chương trình ở đây. Càng nhiều banh bóng bàn, càng có cơ hội chiến thắng. Lưu ý, cái này lưu ý chắc là Buka cũng chơi rồi, Buka biết. Dạ. Nếu lượng nước này vơi đi thì khó thổi. Khó thổi. Dạ. Hiện nay nó đang ngang bằng cho nhau nên nha. Là chúng ta phải kiểm soát cái cột hơi của chúng ta như chúng ta hát vậy đó. Trời ơi, làm như ca sĩ chuyên nghiệp á mọi. Em là, nhưng mà khi tới đây nè, các bạn cũng nhớ là phải văng vô đây nha. Nếu mà văng vô đây mà nó nhồi, nó văng ra đây thì mình cũng không được tính. Không tính. Cho nên là mình cũng phải kiểm soát cái lực hơi ở ngay chỗ đó. Hay dễ sợ vậy. Chúng ta sẽ có 3 phút để bắt đầu trò chơi này và hai đội đã sẵn sàng chưa? Yeah. Và bây giờ 3 phút bắt đầu. Lấy banh màu của mình nha. Đúng rớt rồi. Rớt ở đâu mình lụm lại ở đó. Nhẹ lên, nhẹ thôi. Mình đừng có... Đó, theo như anh nói hồi nãy á, cái lượng nước rất là quan trọng nha. Đừng có thổi cho nước văng ra nhiều quá là... Coi chừng thổi vô micro nha. Bắt được cái hơi mình khuỵt nó nhanh hơn là mình... Đúng rồi, Danny ơi. Đúng rồi, như vậy đó. Đúng rồi. Thổi mạnh lên, thổi mạnh một cái lực đó. Đó. Ơi. Thổi hơi ngắn thôi anh. Đừng thổi dài hơi quá. Yeah. Bỏ qua ly này luôn anh. Không được. Anh có hay thổi không anh Kim? Thổi hơi lên. Có thời gian. Ban tổ chức ơi, chúng tôi sẽ được cầu cứu ở đây. Cái ly đầu tiên bạn xuất phát quá nhiều cho nên chúng tôi sẽ tiếp nước cho bạn bằng cách là đổ những cái ly còn lại qua một chút. Đúng không? Vì tôi cho công bằng, được chưa? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Thổi trên cái bóng á, em đừng thổi xuống nước. Thổi cái bóng á, thổi một lượt thôi. Hoặc, đúng rồi, đó. Được chưa, biết cách chưa? Anh dùng cái hơi anh hả? Bên này được thôi. Bên này được cái banh nào chưa? Được rồi á. Bên kia là được một quả luôn rồi ạ. Hai quả rồi, bên đây được hai quả rồi. Ôi, đó lên, đó lên. Hay quá, hay quá. Anh hay quá. Yeah. Thổi cái, thổi ở dưới đáy á. Đúng rồi, thổi dưới đáy trái bóng á. Bên đây là ba quả rồi nha. Rồi, từ. Đúng rồi, mình sẽ được quyền lấy cái nước ở trong ly của mình thôi. Bao nhiêu dung tích đó là chúng tôi không có bỏ thêm đâu. Ủa? Được ba rồi. Bốn rồi. Bên đây có một người chơi hả? Đúng, gánh tim luôn á. Nói công chuyện rồi. Sao bên đây nước nó tràn xuống ly sàn nhiều dữ tắm biết luôn. Anh đừng có trả lời, anh đang tốn thời gian lắm, anh lên hỏi đi. Cố lên. Chúng ta còn 1 phút 30 giây nữa à, nhắc lên à. Anh chưa được 3 quả rồi, cố lên.
chơi xé bóng chứ mình đừng có thổi nước vô mặt nhau nha. Ừ. Cố lên. 45 giây. Cố lên anh ơi. Rồi bên kia. Quá hay. Danny thổi quá giỏi rồi. Cố lên. Rồi. Đến. 5 6 5 4 3 2 1. Chấp luôn, tôi chấp lấy đúng luôn. Tại vì ở bên đây là cả một bầu trời banh luôn. Dạ. Buga xin mời đếm số lượng bên kia. Dạ. Số lượng ở bên đây của chúng em khá là đơn giản, dễ đếm ạ. Ở đây chúng ta có 1, 2 và 3 quả. Trời ơi. Xin mình sẽ được giới thiệu, bên đây cũng có 1 quả banh. Và dạ kèm ơi theo đó một nhân vật coi như là gánh luôn cái team của mình. Một mình Danny thôi mang về 6 quả banh cộng 1 quả của bạn Đức nữa là 7 quả. Xuất sắc. Với cái tỷ lệ banh vào trong chiếc tô của mỗi đội, chúng ta cũng đã biết đội thắng cuộc tổng nguyên cái phần thắng ngày hôm nay thuộc về đội Trọng Đức và Danny. Các bạn sẽ có cơ hội bước vào vòng cuối cùng nào cùng hát. Và không biết là ngay bây giờ cảm xúc của đội chơi bên này như thế nào ạ? Vui nè, có cảm xúc, có luôn và được hát nữa. Ngoài vui về cảm xúc thì anh còn cảm thấy bạn Nghĩa, người bạn đồng hành của mình ở trò chơi ở phần 2 này, thì mình đã kịp cảm nhận bạn như thế nào chưa? Thật ra thì có mối cơ duyên, nhưng mà đến bây giờ bạn nhắc anh mới nhớ là đã gặp bạn rồi. Bây giờ thì thấy bạn cũng vẫn dễ thương, hồi nãy hát cũng rất là hay. Dạ, còn Nghĩa, cảm xúc của Nghĩa ngày hôm nay như thế nào? Em thấy chương trình rất là hay. Ủa em ơi, tính ra hai anh em bắt đầu đồng điệu rồi, nhưng đồng mà kết thúc rồi, kết thúc và không còn nhiều cơ bên hội nữa. Bên hay em có và không, hay và và gì? Và rất hay. Cảm ơn em rất nhiều. Tuyệt vời. Dạ, còn bên đây thì sao ạ? Sau khi tham gia trò chơi này xong, cảm nhận về nhau một tí, về chương trình một tí xíu, bởi vì trước khi mà chúng ta đến với vòng 3 của chương trình, xin mời. Nói chung là em cảm ơn chương trình rất là nhiều, đã mang đến những cái cảm xúc từ đầu chương trình đến giờ. Em xin cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn hai đội chơi. Và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chào đón vòng 3 mang tên gọi Nào Cùng Hát. Hàng thời trang lôi cuốn người người đọc vào bản sắc của anh. Mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một gì can đảm khóc lóc về chuyện tình giờ đang lên báo hình thì đầy một trang. Ôi dễ dàng đời đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây. Cứ dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cao và hoa lời ra lời vào một ngày mới nhốn nhau nhốn nhau nhốn nhau. Ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngây ngây càng đi xa. Trên bàn tình có lẽ anh hơi ngây ngô, khi trên tay tôi ta không còn lối. Và màn hình TV đêm ngày trông chật vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ, như ly kem bơ lôi thật bất ngờ. Trên sóng những âm thanh xôn xao đang mời chào, chỉ cần gì ở đây thì ngồi vào đây, cứ để xuất sắc thì đêm vào đây, không có gì thì mình sẽ mua đây. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào, họ thì thầm về tôi muốn họ thì thầm về tôi, mơ ước một cuộc đời như tôi, đem gối đầu để nằm mơ môi tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia gặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây. Cứ dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cào và hoa lời ra lời vào một ngày mới nhốn nhau nhốn nhau nhốn nhau. Từng ngày vội vàng đi qua,
vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ như ly kem mơ ơi thật bất ngờ. Ôi thật bất ngờ, ôi từng ngày ao ước từng ngày à. Ôi từng ngày ao ước từng ngày à, à. Ngày đó không còn xa, không còn xa. Sao nào? Are you ready? Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bàn tình có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV để ngày trông chờ vào trong trí em về một thế giới như mơ như thơ như Linh Game Boy thật bất ngờ. Một thế giới như mơ như thơ như Linh Game Boy thật bất ngờ. Một thế giới như mơ như thơ như Linh Game Boy thật bất ngờ. Một thế giới như mơ như thơ như Linh Game Boy thật bất ngờ. Một thế giới như mơ như thơ như Linh Game Boy thật bất ngờ. Sân khấu luôn ạ. Yeah, hai khán giả quẩy sung nhất ở phía dưới à. Quý vị thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái màn kết rất là dễ thương với một cái bài hát mà mình xù nghĩ rằng là ở đây thì hát nhưng dưới đây lại cổ vũ rất nhiệt tình. Cho hỏi đội vừa hát xong trước đi. Dạ. Yeah. Cảm giác như thế nào nè? Dạ, em cảm thấy hôm nay rất là may mắn và để có thể có được một cái người đồng đội như thế, có thể cùng nhau trải qua những cái khó khăn, những cái niềm vui như thế. Và đi được đến vòng này. Thế không biết ở bên đội nhà mình á, khi mà ngồi dưới nghe và xem á, thì mình thấy là cái độ ăn ý của hai chàng trai khi mà kết hợp ngẫu nhiên với nhau ngày hôm nay như thế nào? Em đi, Nghĩa. Thì em thấy là hai bạn rất là bổ sung cho nhau. Một bạn thì rất là nhẹ nhàng, một bạn rất là gai góc. Thì rất là hay. Chúc mừng hai bạn. Thật ra thì thấy hai bạn là phù hợp với nhau luôn ngay từ đầu và đến từng cái bài lúc nãy là chứng minh rõ ràng là hai bạn thực sự ăn ý với nhau. Đó, cho nên hai bạn dắt tay nhau đi về trong chương trình Độ Cảm Xúc là hợp lý nhất. Dạ, một tràng pháo tay cho bốn người chơi của chúng tôi. Và có thể nói rằng là đây chính là những cái cung bậc cảm xúc mà chương trình mong muốn mang lại cho tất cả quý vị thông qua những cái giai điệu thật là hay và những cái tác phẩm âm nhạc thì vô vàn, đúng không quý vị? Chúng tôi sẽ có hàng tuần để gặp gỡ tất cả mọi người trong khung giờ quen thuộc, đúng không ca? Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giai Điệu Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị thân mến, chương trình Giai Điệu Cảm Xúc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sài Gòn Live thực hiện. Còn bây giờ, Minzu, Buka, các nghệ sĩ xin chào và hẹn gặp lại.